Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây, em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay em đang ở tại thực địa ngay thôn Phước Trạch của xã Yên Toàn, thuộc huyện Diên Khánh. Hôm nay muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị lô đất, một lô đất cực kỳ đẹp phía sau lưng em. Lô đất này có tổng diện tích là 98m2, ngang phía trước là hơi xéo ngang 5m1 và phía sau là hậu là ngang 5m, có 70m đất thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Lô đất này nằm trên mặt tiền đường nhựa rộng tầm hơn 4m. Đặc biệt của lô đất là cách ra ngay bưu điện của xã Yên Toàn là chỉ tầm khoảng 300m, cách ra ngay ủy ban nhân dân xã Yên Toàn và ngay ngay đường Võ Văn Giáp là chỉ tầm 700m thôi anh chị à, và cách ra ngay chợ đầu mối luôn là chỉ tầm 800m, và từ vị trí này về ngay trung tâm thành phố Nha Trang của mình là tầm 8,7 km đường ô tô thôi, rất là đẹp, đường ô tô về tận nơi luôn. Thì để quý cô chú anh chị mình hình dung dễ hơn thì em sẽ quay review xung quanh và tí em sẽ bay live cam trên cao từ vị trí đất và bay ra ngoài đường Võ Văn Giáp để mình xem luôn. À em quên nó nữa, lô đất này là tổng diện tích là 98m2, với giá bán là 850 triệu thôi anh chị à. Em chia ra chỉ có 8 triệu 6 cho 1m2 thôi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Anh chị, hướng này là hướng đi mình đi ra ngay đường bưu điện của xã Yên Toàn và cũng như là hướng đi ra ủy ban nhân xã Yên Toàn và đi về Nha Trang. Hiện tại là em ở đây vào lúc là 6 giờ kém 15 cho nên là em sợ trễ quá cho nên là không biết có quay đường đi vào được hay không. Để em quay và tới em bay lại cam trên cao luôn. Những ngày cuối năm cho nên là cũng hơi bận rộn, anh chị thông cảm. Đây, từ vị trí cọc của mình lô đất này anh chị à, là kéo ngang sát cái vách cọc kia là ngang 5m12, và hậu phía sau nó hơi xéo phía trước, và hậu phía sau là ngang 5m. Nhưng mà cái thế đất nó hơi xéo cho nên là cái hậu phía sau mình cảm thấy nó cũng không có bị tấp hậu là mấy đâu. Đó, và hướng lô đất là có tổng diện tích 98m2, có 75m thổ cư, còn lại là cây lâu năm, với giá bán 850 triệu ngay khu vực dân cư luôn anh chị. Đối với lô đất này là thích hợp cho quý cô chú anh chị nào mình tài chính thấp nè, mà mình muốn ở gần thành phố Nha Trang đi lại thuận tiện, thì ở đây là cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Bởi vì em chia ra là chỉ có 8 triệu 6 cho 1m thôi, đường ô tô thoải mái luôn. Cũng như anh chị biết mà, hiện tại là bán kính 4-5 km cách thành phố Nha Trang, bây giờ kiếm căn nhà 1 tỷ, 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 là cũng rất là căng. Đây là lựa chọn rất tuyệt vời. Xung quanh đó anh chị thấy là đây là khu dân cư đang ở. Đây là hồ, phía trước là có view hồ, có đàn vịt đang bơi như thế này. Đó, phía trước là ruộng nè, ruộng rau muống. Và xung quanh là có khu dân cư, nhà vườn người ta đang ở. Cho nên khu này rất là mát, anh chị thấy nhìn thấy xung quanh cây cối rất là nhiều luôn. Và phía đây là mình có thể là nhìn ra đài lộ Võ Văn Giáp. Phía trước đây là có một cái hồ, hồ đồng ruộng lấy nước để trồng rau muống rồi luôn. Khu vực dân cư ở rất là nhiều. Với tài chính 850 thì mua để dành một lô đất ở đây cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì khu vực này sau này là cũng quy hoạch vào trung tâm thành phố Nha Trang luôn anh chị. Cũng như anh chị biết mà, xã Diên Toàn và xã Diên An á, tương lai sẽ có một phần sát nhập về Nha Trang của mình. Đó, đường rộng, đường nhựa hơn 4m, ô tô về tận nơi thoải mái luôn, rất là đẹp. Thì hiện tại đây là nguồn gốc là đất dân cắt bán. Cũng như anh chị thấy hiện tại là ở đây có hai lô nè. Lô của mình, một lô này là bán 850, và bên này là hình như là đã có người mua rồi. Và nguồn gốc là đó là từ nhà dân cắt ra bán nè anh chị. Đó, từ nhà dân cắt ra bán. Xung quanh là cây cối, nhà vườn rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Đó, anh chị thấy cảnh đồng quê rất là yên tĩnh. Mà được một cái là về ngay trung tâm thành phố Nha Trang của mình. Nó là 8,7 km chứ thật sự là đi cũng gần anh chị à. Tại vì đường ô tô không, mình đi ra 700m là đường Võ Văn Giáp là mình chạy thẳng một đường là về thôi, rất là gần, rất là tuyệt vời luôn. Em hiện tại là ở đây vào 6 giờ chiều cho nên là chất lượng ánh sáng không được tốt lắm, anh chị xem cái gì thông cảm. Đó, rất là đẹp anh chị ha. Đường về cũng rất là đẹp, nhưng mà do hiện tại là em ở đây chiều quá cho nên là em sợ tí mà quay ngoài đường bưu điện vào quá thì anh chị không hình dung được, thì em sẽ bay lên cam luôn. Đó, xung quanh anh chị thấy rất là nhiều nhà vườn nè, nhà người dân sinh sống, rất là bình yên luôn. Phía trước nhà mình có một ruộng hồ nước như thế này cho nên là nó rất là mát, thoáng mát luôn. Xung quanh thì nhiều cây cối nữa. Đây, ở đây có một cây dừa sim rất là đẹp nè. Trời ơi, trái không luôn. Đó, xung quanh mình là toàn nhà vườn thôi anh chị à, rất là đẹp.
Rồi, để mình hình dung thêm á, thì chắc em sẽ bay vài hình ảnh livecam trên cao để quý cô chú anh chị mình cảm quan tổng quát hơn về khu vực này nha. Đây, anh chị, từ hướng vị trí đất, em sẽ bay livecam dọc theo đường bê tông, đường nhựa bên dưới, bay ra hướng ngoài đường đại lộ Võ Văn Giáp để quý cô chú anh chị mình hình dung đường vào dễ hơn. Từ trên nhìn xuống thì anh chị thấy khu vực này là khu cũng trung tâm, xung quanh là khu dân cư ở rất là nhiều. Đường vào cũng rất là thuận tiện anh chị à. Chỉ một đường thẳng này là mình ra ngay bưu điện xã Diên Toàn. Đó. Căn nhà mà có bên trái anh chị thấy căn nhà có nóc tôn đó, có cái tường vàng vàng đó là bưu điện của xã Diên Toàn anh chị à. Rồi từ hướng này á, mình rẽ trái đây. Đó. Mình rẽ trái này là sẽ ra đụng ngay ủy ban nhân xã Diên Toàn và cũng như là đụng đường đại lộ Võ Văn Giáp. Đây là khu vực trung tâm của xã Diên Toàn. Anh chị thấy mật độ dân cư hai bên ở rất là nhiều. Rất là gần luôn. Từ vị trí đất mình ra tới ngay đụng đại lộ Võ Văn Giáp á, là chỉ tầm khoảng 650-700 m thôi. Hai bên anh chị thấy nhà cửa ở rất là nhiều. Đó, xung quanh là toàn nhà cao tầng, nhà vườn rất là đẹp. Khu vực này là trung tâm của xã Diên Toàn luôn anh chị. Rồi phía trước của chúng ta đó chính là con đường đại lộ Võ Văn Giáp. Bên dưới đó anh chị, bên dưới khoảng sông khuôn viên rộng rộng đó là ủy ban nhân xã Diên Toàn. Rồi hướng này là về trung tâm thành phố Nha Trang, thẳng một đường đại lộ Võ Văn Giáp về 8 km là về trung tâm thành phố Nha Trang. Từ vị trí này cách lên tầm chưa tới 100 m là anh chị sẽ thấy được bên phía đường đó chính là chợ đầu mối về bến xe liên tỉnh của Nha Trang sau này dời về đây. Rất là đẹp. Với góc bay này thì em sẽ bay livecam một vòng quanh đất để quý cô chú anh chị mình dễ dàng hình dung được về tổng quan khung cảnh xung quanh đất của mình. Phía trước đó là có một view đồng ruộng đang nuôi vịt. Và xung quanh là những cây cối, nhà vườn. Vị trí cái khu đất ở đây thích hợp ở rất là mát. Bởi vì anh chị nhìn từ trên cao xuống á, thấy toàn cảnh xung quanh nhà này cũng cây cối không. Cho nên là khí hậu rất trong lành. Rất là đẹp luôn. Đó. View cánh đồng rất là đẹp. Phía xe thì có vài cái ngôi mộ nhưng mà tích của nhà dân bên trong kia không ảnh hưởng gì lô đất của mình hết anh chị. Rất là đẹp luôn. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay review xung quanh đó, thì ít nhiều quý cô chú anh chị mình cũng đã hình dung được về vẻ đẹp mà lô đất ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị rồi đúng không ạ? Với tài chính 850 triệu cho một lô đất mặt tiền đường nhựa 4 m, đường ô tô thoải mái luôn, đất thổ cư luôn. Thông ra ngay Võ Văn Giáp cũng gần, về chợ đầu mối cũng gần, và thuận tiện là cũng về thành phố Nha Trang. Và cũng như anh chị biết là thôn Phước Trạch của xã Diên Toàn này tương lai sắp tới là sẽ quy hoạch vào trong trung tâm thành phố Nha Trang của mình luôn anh chị à. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, anh chị nào mà có quan tâm tới lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ xin mời anh chị đi xem đất thực tế và cũng như là hỗ trợ tư vấn pháp lý cho anh chị luôn. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.